Một cành có tới từ 5 đến 7 bông hoa. Cánh dày, thời gian chơi hoa có thể kéo dài từ 60 đến 70 ngày, thay vì 45 ngày như các loại hoa địa lan nhập khẩu thông thường. Đây là giống hoa địa lan thơm số 1 made in Việt Nam, được Trung tâm Nghiên cứu Hoa cây cảnh tung ra thị trường hoa Tết năm Kỷ Hợi. Thật thú vị, tôi thấy giống lan mới của các bạn là một sáng kiến rất tốt. Thông thường các dòng địa lan không có mùi hương, nhưng dòng lan thơm này của các bạn lại có mùi hương thật dễ chịu. So với những dòng địa lan khác tôi đã từng thấy tại Trung Quốc, Thái Lan hay Đài Loan, thì hoa địa lan Việt Nam không hề thua kém. Để đón Tết Kỷ Hợi này, chúng tôi đã tung ra cái thị trường một số các cái sản phẩm hoa lan hồ điệp mới mang thương hiệu Việt Nam, đặc biệt là giống hoa lan hồ điệp mùi thơm. Cái này thì không những quý hiếm ở Việt Nam mà đối với cả thế giới nó cũng là quý hiếm, bởi vì nó có những cái ưu điểm vượt trội. Để tạo ra được một cái giống hồ điệp thơm này, chúng tôi đã phải tạo ra hàng ngàn các cái con lai từ hàng trăm các tổ hợp lai khác nhau. Mỗi cây là có từ 2 đến 3 cành hoa, mỗi một cành hoa có 20 bông hoa trên một cành. Bình thường ấy, một cái chậu hồ điệp là phải từ 7 cây, 9 cây, thậm chí là tới vài chục cây mới cắm được một chậu hồ điệp đẹp. Nhưng mà cái giống hồ điệp thơm này chỉ cần 3 cây là có thể có một cái chậu hoa đẹp. Theo thống kê của Hiệp hội Hoa Lan, hiện dòng lan hồ điệp được trồng tại Việt Nam có khoảng 70 loài, trong đó có 44 chủng loại. Thị trường hoa Tết năm nay, nhiều chủ vườn lan đã sáng tạo đưa các giò lan hồ điệp tạo thành các kiểu dáng bắt mắt, nghệ thuật. Vì trước kia thì chậu sứ thì nó phổ thông quá rồi, còn chậu gỗ thì mình lại thêm những cái phần lá phụ kiện thì nhìn nó tự nhiên hơn, sinh động hơn. Thì mình thấy bán là cũng được tương đối nhiều, được doanh thu được khoảng thêm 10-15%. Mỗi năm, nhu cầu tiêu thụ lan hồ điệp của Việt Nam đạt ngưỡng 3,5 triệu cây. Giá của mỗi cây lan hồ điệp dao động từ 120.000 đến 170.000 đồng trên một cây. Trong khi đó, Việt Nam mới chỉ sản xuất được gần 40% nhu cầu thị trường, còn lại vẫn phải nhập khẩu. Với những vượt trội về công nghệ và chất lượng, những dòng địa lan made in Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế và thương hiệu của mình trên thị trường hoa cao cấp.